Nhớ ở nhà mình ăn cũng ít mà mấy này chị đẹp cứ nói mình ăn nhiều. Bởi đang thèm bánh mà vô tình lụm được hai cái bánh su kem thì chỉ dám ăn một cái thôi. Mà cái này không có thấm thía gì hết. Thay vì ở nhà bị phát hiện ăn nhiều thì thôi mình ra ngoài ăn bánh cho nó đã. Mà cụ thể là buffet bánh gạo ăn không giới hạn mới chịu á. Mà lâu lâu mới được đi nên cái tay nó gấp lìa hết công suất luôn á. Mà mới phát hiện ra Duki còn bán thêm cái bánh này hấp dẫn hơn nè. Là bánh tạt trứng với hot dog đó, nghe là đúng bài đúng hệ liền. Để làm nhẹ cái bánh mở màn rồi mình đi gom tiếp đồ ăn. Chứ mỗi lần đi ăn ở Duki khoái nhất là mấy miếng gà rán tẩm xốp này nè. Lấy xương xương dĩa đầy ăn hết rồi mình ra lấy tiếp. Chứ cái bước cho hết tất cả vô cái nồi này mới là quan trọng nè. Mà quan trọng hơn là phải chạy đi lấy sốt chấm mấy bé hot dog phô mai này chứ. Tính ra đang thèm mà chưa tới 24k một bé nghe cũng hợp lý ha. Cắn một cái là lớp phô mai béo ngậy rồi tới lớp xúc xích thơm thơm. Còn mấy bé bánh trứng này order riêng có 15k một cái. Lớp vỏ thì giòn giòn thơm bơ, cái nhân trứng thì vừa mềm vừa béo. Kiểu này bữa nào thèm thèm chạy vô mua mấy cái mang về cũng được. Còn mấy miếng gà rán này thì ăn buffet kiểu vậy nó mới đã nha. Còn muốn mua mang về cũng có luôn. Mà mua về nhà ăn sợ chị đẹp nói mình ăn nhiều nên thôi ăn đây luôn. Lúc nào đang ở Duki cũng phải kêu nhẹ cái vòng phô mai này. Còn trong cái nồi tteokbokki mê nhất là mấy miếng chả cá sợi. Thấm cái vị nước lẩu cay cay nên ăn nó đã. Mà tteokbokki nhiều loại kiểu vậy nên ăn cũng đỡ ngán ha. Nhất là phải pha cái nước lẩu cho nó đậm vị cay cay, mặn mặn, ngọt ngọt mà còn phải béo nữa. Không nhận cái nết ăn mê mấy cái sợi sợi dễ sợ. Mà thôi để làm thêm dĩa thịt hoặc là tôm nghèo ăn thả ga không có sợ lỗ vốn đâu nha. Mà tính ra nãy giờ chỉ ăn xương xương thôi chứ có ăn nhiều đâu. Nên mình phải làm thêm một phần cơm trộn cho nó nào. Thấy trên mạng nhiều bạn có bí quyết làm cơm trộn nhìn ngon lắm. Còn mình thì cũng lấy đại nhiều nhiều topping trộn tới trộn lui, lúc cuộc thì nó cũng ngon. Mà nói chứ chị đẹp cũng ghiền bánh trứng với hot dog lắm. Mua về cho chị đẹp ăn thử nha.